Mến chào các anh chị đã đến với kênh Em Được Cuộc Sống Pháp nha. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình, thành công trong cuộc sống nha. Em là món canh khổ qua chả cá nha. Cái cá của tay á, nó phi lê ra rồi. Rồi em sẽ làm sẵn hết rồi, em vào viên rồi hết rồi. Em dùng vô khổ qua luôn. Đây khổ qua nữa nè. Trong làm chả cá em có bỏ tiêu nè, bỏ hành lá nè, muối đường bột ngọt nêm nếm. Đây thì em bắt nước để nấu canh đổ qua. Thì ở đây em có để củ hành tím nè, với hành tây một chút xíu nha. Thì em có dùng đường kia thì em dùng đường phèn. Đó, giờ bắt đầu em sẽ nấu cái nồi nước này cho nó sôi. Bắt đầu em đã làm đổ qua xong rồi, giờ em sẽ để vô nha. Tại nước nó sôi, quá sôi rồi đó, em hạ lửa bớt á. Rồi em để cho nó sôi lên một cái rồi, sau đó em sẽ thêm nếm gia vị vô. Tại vì đổ qua mà nấu á, mình quậy nhiều quá nó sẽ bị đắng, càng đắng nữa. Rồi em sẽ để như vậy, được rồi. Bắt đầu em sẽ thêm nếm gia vị vô đây. Em để đường, muối, bột ngọt. Sau đó em sẽ để nước mắm. Phần canh này không có thể thiếu nước mắm nha, có nước mắm vô nó rất là ngon. Rồi gia vị em để gì, phần gì đã xong rồi đó. Bây giờ em để cho nó sôi lên giúp bọt rồi là nó chín thôi. Đây phần bên đây là canh ủ qua, cũng sắp chín rồi luôn nữa. Em còn chút xíu chả cá đó, để anh vào viên từ miếng vô đây, để vô đây luôn. Đây em đang chiên chả cá nè cả nhà. Đó, nhìn chả cá đã chưa. Ký làm miếng nhỏ nhỏ vậy nè, để phần ăn mình dễ á, rồi ngượng miếng gì á, khỏi cắt ra luôn, nó dễ. Miếng chả cá đã chiên được một bề rồi. Đó, mình chở một bề nữa là xong nha. Ngon ơi là ngon, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ gấp ra. Đây là món thịt vịt cắt vào hào. Thì cái thịt vịt này hôm qua nhà em ăn á, ăn đồ nướng phải nha. Còn dư. Còn dư á. Bây giờ em sẽ xào vào hào nha. Chị biến món ăn. Cho nó hết. Chờ thịt nó căng rồi mình xếp cái hào vô là xong rồi. Nêm nếm cái chú muối đường bột ngọt nữa là xong. Cái chỗ hào với lại củ hành. Rồi cho cái chú muối đường bột ngọt vô nha. Rồi cho miếng hào vô nữa là xong. Tàu bỏ củ hành vô. Thịt nó cũng chín rồi. Bây giờ mình chỉ để củ hành vô mình trộn sơ qua thôi nha. Mình nấu lâu quá thì nó mất cái độ giòn của hành á, rất ngon. Dằn lửa mạnh lên. Bắt đầu thì để hành lá vô luôn. Chừng cắt ớt bỏ vô nữa mà con ăn có được không, hay dám cắt. Hành lá này thì ở nhà em trồng á cả nhà. Em để trong lon đá. Tại vì nhiều quá mình ăn không có hết á. Đầu thì sẽ đổ ra cái dĩa nha. Đó, em đổ ra dĩa. Rất là tuyệt vời. Đơn giản nhưng mà ngon lắm á, thấy dĩa chứ ngon lắm đấy. Em cũng đã chín rồi nè, em có để hành vô á. Để hành vô thì nó chín quá. Em đỡ múc ra cái tô rồi bắt đầu em sẽ để hành lá vô. Giờ bắt đầu em sẽ múc nha. Ủ qua. Chả cá nè. Em rất là ngon luôn. Con em lại rất là thích ăn canh ủ qua nữa nha cả nhà. Mấy đứa nhỏ rất là thích luôn. Đây. Tiếp theo giờ em sẽ múc nước. Xong rồi, ủ qua, canh ủ qua cũng đã xong nè. Đây là món chả cá cũng chiên cũng xong rồi. Đây là vịt xào với củ hành. Em có rắc tiêu lên rồi cả nhà. Ở đây đều nhắm nhau. Đó. Bây giờ gia đình em sẽ ăn. Con chào ông bà cô chú, con mời ông bà cô chú ăn với con. Con ăn chả cá, ít thịt heo, ít thịt vịt, canh củ qua. Mời cả nhà ăn cơm cùng em nha. Hôm nay là món canh khổ qua với lại chả cá, với lại thịt vịt, ức vịt đó. Rất là ngon. Mời cả nhà cùng ăn nha. Đây, miếng thịt vịt đây rất là ngon nha. Sao con không chấm mắm hết không? Dạ. Sao không chấm mắm hả? Mắm. Đi dầu hả? Dạ. Bên đây có gì nước mắm nữa.
trời giờ nóng rồi, lạnh á thì đỡ nóng bệnh lắm, tại ở lạnh nó quen rồi, trong mấy tháng lạnh nó quen rồi, giờ vô nóng nó mệt gì đâu luôn. Cá ngon ha, chả cá dai không con? À. Ngon quá ha. Ơ thì gì đâu mà bảo gì chưa? Dạ, con muốn thịt heo. Thịt heo cho luôn hả? Đây, là thịt heo. Thịt luôn. Chả cá ngon ha, cầm cắn nguyên miếng đã ha. Dạ. Ăn vậy nó mới ngon. Mấy nhỏ con mình không ăn hành lá. Chả cá ngon lắm thật. À, ăn cái khúc chơi không? Không có rồi. Chị em canh vô ăn mà. Trời nóng, ăn canh nóng. Trao đổi mồ hôi. Nhiều quá, ngon quá. Chả cá. Dễ chơi. Em thêm ớt nữa. Chả cá này bánh cốm liền cũng ngon nữa. Hả, không đi chả cá. Hết chén. Đây mình còn quay là vô cái dĩa chẳng làm đôi. Ngon quá. Bên em nó bán ớt vịt còn mắc hơn con vịt nữa. Bữa ấy mua 250g nó bán 15 đồng miếng, 250g. Cái tội là bữa đi chợ, cái xe khác không chịu coi giá. Có rất là nhiều loại ớt vịt lắm. Nó có nhiều giá lắm. Có ăn ngon không? Bữa em thắng là chưa có củ qua tươi ra ăn. Ăn miếng củ qua thẳng thánh lên. Nó cuốn vậy. Tùy cái á con. Ủa đông đá rồi. Cũng tùy lúc cái nó mềm, tùy cái lúc cái nó bị cứng. Các thử cũng được hè, mấy đứa nhỏ chuẩn bị nghỉ học rồi. Chuẩn bị cuộc hành trang đi chơi. Lấy giờ em cho thử cho cái đây nữa. Không nó. Hả? Mình được ốc với bắt thương nào. Để coi vé là như thế nào. Ngon quá. Phải không? Đang chung không có hộp. Quên. Quên. Đừng đi không? Em có thể tước hết ra khi rồi. Ngon quá, cái dai ngon quá. Thường thường ở miền Trung mình á, giá cá này tắm lại nước mắm đặc á, mắm tỏi ớt á, mà loại đặc á, ăn đại lắm. Mình chia sẻ nó ăn cơm hàng ngày cũng gia đình mình thôi. Dũng làm đồ ăn còn dư á, qua ngày mai mình chế biến món khác mình ăn tiếp. Lại chờ chuẩn bị cho mùa hè rồi. Dạ. Có ăn canh không? Múc canh vô. Múc canh không? Lấy canh cho. Lại chút nữa. Ăn cơm nữa không? Ngon quá. Ăn chả cá ngon quá. Đây là trời chuẩn bị vô hè, chuẩn bị ăn mấy món mùa hè. Chả cá rồi, vừa ăn luôn.
Dạ cơ còn dính tô á, cho canh vô. Làm chặt cái tô luôn. Bỏ uổng. Cái này không ăn rồi, ăn không cũng ngon. Ăn không không, không mỹ luôn. Bên mình nấu ăn từ sáng đến chiều luôn à. Chứ không có sáng nấu chiều chiều nấu nữa đâu. Không có thời gian. Con keto vô. Dạ. Con keto vô, mỗi lần con làm gì phải keto vô hiểu không? À, con nước xa quá nó đổ á. Con chơi con mới xin con. Nóng đúng không? Ừ. Là cái dài quá rồi. Để đây á, cái này mình thay chơi thôi, không thay nhiều. Thay chơi cho mình không có dễ nữa. Miếng ni lông á, mình dỗ dài, dỗ qua dỗ lại, dỗ qua dỗ lại rồi xong đập nó vài cái, đập nó vài cái. Bây giờ một cái thuốc gì đi, tôi chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Ê con hãy ông bà cô chú đi được sức khỏe. Con xin bật cái like, bật cái chia sẻ, bật cái đăng ký. Em cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha, đã luôn luôn đồng hành kênh Em Được Cuộc Sống Khác. Em chúc anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, thành công trong cuộc sống nha. Luôn 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 có nụ cười trên môi nha. Rồi mấy anh chị thấy video hay cho em xin một cái like, một chia sẻ, một cái bình luận và một cái đăng ký dưới nha. Hẹn anh chị video tiếp theo. Bye bye mấy anh chị.